Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh được vui vẻ nha. Thì như thế này nha anh em. Thì thời gian gần đây thì có rất là nhiều anh em mà mới tập chăm cây ha, cây mai nói riêng và cây trồng nói chung đi. Những khán giả mới trên kênh của mình thì tăng lên hàng ngày nha anh em. Thì mỗi ngày có thêm một top khán giả mới ha, mới biết kênh của mình và mới tập chăm cây. Thì trong số những khán giả mới này á, những anh em mà mới bắt đầu tập chăm cây á, thì có cũng khá nhiều anh em mà nói chung là cái mức độ mà nhận xét về phân bón á, am hiểu về phân bón á, thì nó khác nhau ha. Có những anh em mà là không biết NPK là cái gì luôn á, cứ nói bón phân vào thôi ha, rồi cũng có thể là chưa phân biệt được phân hữu cơ và phân vô cơ nữa, và các loại phân trung vi lượng thì hay là đa lượng thì anh em đều không phân biệt được vì mới quá mà. Ai cũng vậy thôi, bước đầu thì ai cũng không có rành đâu anh em. Hồi xưa mình cũng không có biết ba cái vụ này đâu, đi vào tìm hiểu từ từ rồi mới biết ha. Cho nên ngày hôm nay mình làm clip này để nói rõ hơn về các loại phân bón ha, như thế nào là đa lượng, như thế nào là trung vi lượng ha. Rồi phân NPK thì có rất nhiều loại NPK chứ không phải một loại NPK anh em. Anh em nào chưa tìm hiểu về các loại phân bón kỹ thì có thể là ráng theo dõi hết clip ha. Còn những anh em nào mà đã theo dõi kênh mình trên 1 năm thì chắc cũng đã rành rồi. Tác dụng của mỗi loại đạm, lân, kali hay là tác dụng của các trung vi lượng như thế nào thì mình ít nhất mình cũng phải hiểu được để mình mới chọn cái loại phân bón nào đưa vào cho cây cho nó thích hợp theo từng giai đoạn phát triển của cây nha nè. Thì để hiểu kỹ hơn thì mình bắt đầu mình đi vào trong nhà để mà nói rõ hơn, đem các loại phân bón ra nói rõ hơn để gửi đến anh em nha. Chứ đứng đây quay cây mai hoài thì chắc đâu có nghe không cũng đâu có hiểu gì đâu. Rồi mình lại tiếp tục nha nè. Thì nói về phân bón hay là thức ăn dành cho cây trồng nói chung ha, chứ không phải riêng gì cây mai đâu. Thì về cái nguồn thức ăn của cây thì mình có hai cái nguồn là chủ yếu ha, cũng như là hữu cơ và vô cơ nghe nè. Hữu cơ là gì, vô cơ là gì thì mình cũng sẽ nói rõ luôn ha. Hữu cơ là nguồn thức ăn, là nguồn phân bón á, được ủ từ động xác động thực vật hay là phân của động vật ha, đó được ủ kỹ hoai mục rồi mình mới sử dụng cho cây được. Hoặc là rác thải nhà bếp đó, người ta vẫn ủ phân được anh em ha. Đó, rồi đó là cái nguồn hữu cơ, nguồn phân bón hữu cơ ha. Còn vô cơ là cái loại phân bón hóa học anh em thường nghe đó. Vô cơ là hóa học đó ha, phân bón hóa học như NPK là chủ yếu ha, NPK hoặc là đa đa lượng, trung lượng, vi lượng ha, đó là vô cơ nghe anh. Ha, cho nên anh em phải biết người ta nói phân hữu cơ thì mình sẽ hình dung được như thế nào phân vô cơ. Vô cơ là hóa học ha, nói tóm lại là như vậy. Rồi tiếp tục nha, bây giờ như thế nào là phân bón đa lượng ha, trung lượng và vi lượng, anh em phải biết được cái này ha. Rồi chức năng của từng loại đa lượng, trong đa lượng là nó có là NPK là đa lượng anh em ha, NPK là đa lượng. Đây là cũng một loại NPK nghe nè, Nutrigon ha, 29-10-10 là một loại NPK ha, hoặc là 30-10-10 vẫn là NPK, hoặc ba số bằng nhau, ba số 17 hoặc ba số 20 đó vẫn được gọi là NPK ha. Đó, chẳng hạn như cái loại này đi, cái loại 13 40-13 ha, vẫn được gọi là NPK ha. Rồi 12-3-43 vẫn là một loại NPK mà các thành phần đạm, lân, kali nó khác nhau thôi, chứ người ta gọi một tên chung là NPK vì nó có đạm, lân, kali ở trong này ha. Đạm là N đó nghe nè, đạm là N, ba số NPK đạm là N, B là lân đó là số giữa, và K là kali là số cuối, cho nên người ta gọi nôm na là NPK ha, chứ không phải NPK là loại nào cũng giống nhau hết nha nè. Tùy theo cái hàm lượng là đạm lân kali người ta phối vào trong cái phân này như thế nào ha, để mình sử dụng cho hợp lý đó. Nhưng tại sao gọi NPK là đa lượng
vì cây trồng hấp thu thức ăn chủ yếu nhiều nhất là đạm, lân và kali, cho nên đạm, lân và kali được người ta gọi là đa lượng. Đó, đa lượng là cây cần một lượng nhiều nhất trong các trung lượng hoặc vi lượng. Đó, cho nên là NPK người ta cho là đa lượng là như vậy. Còn trung lượng là cái cũng là một thức ăn cho cây, nhưng cây cần một lượng vừa phải, không phải là chủ yếu cho cây. Cây cũng cần một lượng vừa phải thôi ha. Đó, cũng như con người ăn cơm, cơm được gọi là đa lượng ha, nhưng bên cạnh đó người ta cũng cần tí xíu đường ha, tí xíu mỡ hay là cái gì đó thì cũng được gọi là, mà cần một phần thôi, nhưng mà chủ yếu vẫn là cơm hoặc thịt, cá, trứng, sữa. Thì con người cần nhiều thì gọi là cái cây cần nhiều gọi là đa lượng, con người cần nhiều cũng gọi là đa lượng đi ha. Mình nói thì cho anh em dễ hiểu ha. Đó. Còn trung lượng như là canxi, magie, lưu huỳnh là cây vẫn cần, nhưng cần một lượng vừa phải thôi, không nhiều như đa lượng. Đó. Thì cái tên không là anh em đủ hiểu rồi, đa, trung, rồi tới vi lượng. Vi lượng cũng một số là các dưỡng chất như là kẽm, sắt hay là đồng, là các kẽm, sắt, đồng hay bo, mangan rồi gì đó, thì cây vẫn rất cần, nhưng mà cần một lượng nhỏ thôi, nhỏ hơn trung lượng. Đó, cho nên cây cần nhưng mà không cần nhiều lắm. Đó, cho nên người ta gọi là vi lượng. Đó, vì bây giờ phải nghe người ta nói là đủ hiểu rồi, đa lượng là cái nguồn phân đó là cây trồng cần nhiều, nhiều hơn các trung lượng, và trung lượng thì cây trồng cần nhiều hơn vi lượng, là nói như vậy nghe nè. Nói rút lại một câu á, là anh em khi mà anh em nói về phân bón NPK, anh em phải coi cái hàm lượng trong này. Đây là N nghe nè, đây là B, đây là K. Giả sử như 29-10-10 là 29% là đạm, 10% là lân, là B á, 10% là kali, là chữ K trong NPK nghe nè. Đây, anh nói cái này đi. Đây, NPK, cái này là N3M là cái tên của sản phẩm nghe nè. Còn phân bón này là trong thành phần trong này là NPK nhiều nhất ha. Đó là NPK, là đạm. Đây đạm là 11% này nè ha. Rồi tới B đây, B là lân nè, B2O5 nè ha. B đó là cái này là lân nghe nè, là nó chiếm là 3% ha. Kali nó chiếm 2,5% ha. Đó, cho nên người ta mới ghi là phân bón lá NPK. Đó, vậy là 11, 3 với 2,5. Đó, cũng giống như cái này thôi, tương tự như cái này. Nhưng mà cái này là 29, 10, 10. Còn cái này 11, 3 và 2,5. Đó, hai cái này đương nhiên cái hàm lượng phân bón người ta phối vào nó khác nhau thì cái chức năng nó cũng khác nhau nghe nè. Cho nên anh em muốn hỏi sử dụng NPK được không, là anh em phải biết rằng NPK của anh em đang muốn sử dụng là cái loại này hay là cái loại này, hoặc là cái loại này, loại nào cũng NPK hết. Và anh em biết thêm một điều nữa là cái loại anh em muốn sử dụng đó, giả sử loại này đi, thì anh em sử dụng để muốn cây làm cái việc gì, muốn cây phát triển đọt hay là muốn cây làm hoa hay là muốn cây già lá hay sao đó, thì mình phải biết được mình muốn, mình mong muốn cây mình nó làm việc đó đó, thì mình phải lựa cái loại NPK như thế nào cho thích hợp nữa. Đó là anh em phải hiểu được là chức năng của từng đạm, từng lân và kali, chức năng của từng thằng như thế này. Chức năng của N là đạm, chức năng của lân là B, chức năng của kali là nó làm gì đó ha. NPK chức năng của từng loại. Rồi bây giờ mình nói chức năng của từng loại cũng như chức năng của các trung vi lượng nghe nè. Thì như anh em cũng đã biết, nếu mà người mới chơi thì cũng chưa nắm rõ đâu. Còn những anh em chơi mà vài bát khoảng chừng một năm trời thì cũng rất là rõ rồi. Đạm là chức năng chủ yếu nha. Mình nói đây chức năng chủ yếu của đạm thôi, là nó giúp cho cây phát triển đọt, chi, cành, nhánh ha. Nó phát triển ra chứ nó không có bị đứng. Nhưng mà
Để làm được điều này thì bộ rễ của anh em phải, cây của anh em phải khỏe thì đưa vào á, thì nó mới làm việc đúng như những gì mình mong muốn cây mình làm ha. Đó là chức năng của đạm chủ yếu nha, chức năng chủ yếu thôi, chứ còn ngoài á, là giúp cây đi đọt rồi này kia nọ, thì đương nhiên đạm nó giúp cây tốt thì nó vẫn giúp cho cây phát triển hệ rễ ha. Cho nên nó này NPK thì nó cũng giúp phát triển rễ thôi đó. Còn lân, chức năng chính của lân là giúp cho cây đứng đọt lại, không chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản. Khi anh em sử dụng cái một loại phân bón mà có chứa lân nhiều quá như đây nè, 40% là lân, thì giống như anh em đánh dấu hiệu cho cây vậy đó, thôi đừng phát triển thân lá nữa ha, mà chuyển qua chế độ sinh sản, có nghĩa là giai đoạn làm nụ trên cây mai nói riêng cũng như cây ăn trái nói chung anh em. Khi người ta muốn muốn cây của người ta bắt đầu có bông có hoa để mà cho trái thì người ta vẫn sử dụng cái loại phân bón mà có hàm lượng lân cao, không phải những nhất loại này anh em. Giả sử anh em sử dụng 10 50 10 hoặc 10 60 10 vẫn là có tác dụng gần giống như là cái này đó. Đó, tùy theo chỗ của anh em có loại nào xài loại đó thôi đó. Như vậy là chức năng của chính của lân là trên cây mai là làm nụ đó nè, còn trên cây ăn trái người ta vẫn kích ra hoa để mà có hoa thì mới có trái ha. Trên cây lan người ta cũng thường sử dụng những loại này hoặc là loại có lân cao ha, để mà kích cho cây lan ra hoa là nó như vậy. Còn chức năng phụ của lân thì vẫn giúp cho cây phát triển rễ ha. Đó là đạm và lân, chức năng phụ của nó vẫn giúp cho cây phát triển rễ thôi. Còn tới kali ha, chức năng của kali, kali thì cây cũng cần một lượng cũng vừa phải thôi nè, nhưng ha, ở ở đây mình không có kali đơn ha, cho nên mình lấy ra mình làm, lấy các loại NPK này ra mình làm ha. Chứ nhiều khi anh em có kali đơn là kali muối ớt ha, anh em vẫn sử dụng được, nhưng mà không có kali thì anh em sử dụng cái số cuối này cao, cái này gọi là phân bón tổng hợp thôi, có đạm lân và kali, nhưng mà kali đang chiếm thành phần chủ yếu cho nên là mình gọi là kali đi ha, nôm na như vậy ha. Đó, kali thì nó giúp cho sau này á hoa nó đẹp màu nè, nó đậm màu, thì đối với là cây ăn trái là thu hút được là nhiều loại ong bướm tới đến để thụ phấn, thì nó giúp trái nhiều hơn ha, và nó giúp hoa lâu tàn. Hoa lâu tàn thì kéo dài thời gian để mà có nhiều côn trùng để mà tới thụ phấn ha, thì nó cũng đồng thời nó cũng sẽ có trái nhiều hơn, là chức năng của kali như vậy. Bên cạnh đó kali vẫn giúp cho cây phát triển rễ, cũng một phần giúp cho cây phát triển rễ. Nói tóm lại đạm lân kali đều giúp cho cây phát triển rễ, nhưng mà chức năng chính là như vậy ha, phát triển đọt là đạm ha, làm nụ là lân, và giúp hoa lâu tàn hoặc là cây ăn trái giúp trái ngọt hơn rồi gì đó, thì đậm màu, hoa đậm màu đó là chức năng chính ha. Rồi như vậy anh em cũng đã hiểu là đạm lân kali là như vậy rồi ha. Còn bên cạnh đó là đa lượng thôi, mới tìm hiểu về đa lượng thôi. Bên cạnh đó cộng cộng TE, đây TE là các trung vi lượng, magnesium cũng là trung vi lượng anh em ha. Trung vi lượng như nãy mình đã nói rồi đó, một số các nguyên tố vậy mình không nói hết được anh em, mà cây cây trồng cần một số vậy thôi thì chủ yếu, chứ còn trung vi lượng còn rất là nhiều ha. Ha, đó trung vi lượng ở trên bao bì này là chữ TE, này là chữ viết viết người ta đánh dấu hiệu đó, là trong này nó có kẽm, đồng, canxi, sắt hay là lưu huỳnh, mangan rồi đó, các thứ người ta gọi chung chung là trung vi lượng ha, magie rồi đó. Thì trung vi lượng á, thì chức năng của trung vi lượng nó giúp cho lá nó dày hơn ha, lá dày cứng hơn và nó xanh hơn, từ đó nó kháng được nhiều nấm bệnh hơn, và trung vi lượng cũng giúp cho cây phát triển rễ đó. Nói tóm lại phân bón đa lượng, trung lượng, vi lượng đều giúp cho cây phát triển rễ được hết, nhưng mà nó chỉ phụ thôi, còn chức năng chính của nó là cũng như mình đã nói nãy giờ rồi, thì chắc anh em cũng đã hiểu đó.
Thì qua clip này anh em nếu xem theo dõi hết đó, thì anh em cũng đã biết sau này ha, phân biệt được tại sao người ta gọi là đa trung vi lượng ta. Thủa mới bắt đầu tập trăm cây mình cũng không biết tự nhiên đa trung vi lượng là cái gì, phân phân hữu cơ là gì, vô cơ là cái gì. Mình mới, nếu mà mới quá thì cũng bỡ ngỡ lắm. Clip này mình làm để những anh em sau này, chủ yếu cho những anh em sau này để hiểu hơn về các loại phân bón. Và khi anh em đã hiểu đạm lân kali đưa vào nó, chức năng của nó như thế nào, thì anh em phải cũng chăm cây, thì anh em đưa vào thời điểm nào là anh em tự động anh em biết liền. Giả sử trên cây mai nói riêng, giai đoạn 1 đầu năm tôi thích cây đi đọt, tôi sử dụng phân có hàm lượng đạm cao, đây đúng, hết tháng 6 xong tôi chuyển qua làm nụ, mà chức năng của lân làm nụ, tôi sẽ chuyển qua cái loại phân bón có hàm lượng lân cao, nghĩa là số giữa cao đó, tự động mình sẽ biết được cái này. Còn qua giai đoạn cuối năm hoa lâu tàn, mình thu hoạch hoa mà đó, thì mình sử dụng phân có kali cao lên, số cuối cao lên đó, thì nó cũng rất là dễ thôi anh em, trừ khi anh em chưa tìm hiểu ha. Cái này cũng cơ bản thôi. Còn đây cũng như cái gói này là mancozet xanh thì nó cung cấp luôn các trung vi lượng nha nè, nhưng mà thành phần chủ yếu trong này là thuốc bệnh ha, nhưng mà nó hay, sau này người ta sản xuất ra hay thuốc bệnh cũng kèm các trung vi lượng vào nè, magie sắt kali rồi bo rồi gì nè, B1 B6 rồi nè, kẽm rồi nè, thì nó bổ công thức bổ sung vi lượng nè, là nó giúp cho lá nó cứng cáp hơn, là nó như vậy. Rồi qua clip này thì mình hy vọng rằng anh em, mình nói để anh em cũng dễ hiểu, cái gì anh em còn chưa hiểu hay là chưa có nắm bắt được cái chỗ nào đó còn thắc mắc thì có thể để lại comment bình luận ở bên phía dưới clip nha nè. Còn những anh em nào mà cao tay ứng hơn rành nữa thì có thể thấy mình nói thiếu ý quên lời đó, cũng có thể được bình luận vào góp ý để cho cái kênh nó được phong phú hơn, khán giả tiếp nhận nhiều ý kiến hơn. Thôi vậy mình kết thúc video ở đây ha. Anh em xem clip đó, nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc mà để sử dụng phân bón cho cây á, thì vui lòng cho mình xin một like ha. Nhưng nhớ một like thôi anh em, anh em đừng bấm nhiều like quá. Bấm nhiều like quá thì lấy like lại, bấm hai cái là quề, bấm một cái cho một like thôi anh em. Mỗi clip mình chỉ được quyền bấm một like thôi đó, để giúp cho clip này được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập trăm cây mà chưa hiểu kỹ về các loại phân bón đó. Còn bây giờ mình xin được dừng ha. Chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye ha.